thất nghiệp nhưng hết tuổi lao động cũng không thể về quê. Hàng trăm ngàn công nhân thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lâm vào tình trạng khó khăn. Tuổi mình cao rồi, công ty nó không có nhận. Thường thường người ta chỉ nhận 18 đến 35. Đúng là cuộc sống nó quá ngột ngạt, nó khó khăn. Đòi hỗ trợ kịp thời cái gói an sinh xã hội của thành phố, của hội đồng thành phố trình. Thành phố là dự kiến là 1.800 tỷ. Hướng mở nào cho những công nhân thất nghiệp khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp? Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong quý 2 vừa qua thì cả nước có khoảng 1,3 triệu người đã thất nghiệp, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực kinh tế Đông Nam Bộ nói chung là nơi thu hút nhiều lao động nhất cả nước, đồng thời cũng là nơi có nhu cầu tuyển dụng cao vào khoảng 300.000 lao động hàng năm. Tuy nhiên năm nay thì số lượng người thất nghiệp tăng đột biến. Ngay trong ngày hôm qua thôi thì 10.000 công nhân tại 3 nhà máy lớn của Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phải nghỉ việc. Dù đã được báo trước, thế nhưng tình huống này vẫn khiến cho cuộc sống của người lao động trở nên vô cùng khó khăn. Những người công nhân sau nhiều năm gắn bó với nhà máy nay lại mất việc, tay nghề không có, tuổi lao động lại cao, cuộc mưu sinh của họ đang thực sự lao đao trước cơn sóng dữ. Vâng thưa quý vị, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì số người đã được chi trả bảo hiểm thất nghiệp là 69.040 người trong 3 tháng qua. Điều này đồng nghĩa với việc là chừng ấy con người đang không có công ăn việc làm, đang phải sống một cuộc sống bấp bênh. Và hiện nay thì số lượng người tới nộp hồ sơ xin nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn không ngừng tăng lên. Ngồi trong phòng không đủ chỗ, người tới làm hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp ngồi tràn cả ra ngoài sân. Tình trạng này đã diễn ra kể từ sau giãn cách xã hội tháng 4 năm nay. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.300 người tới làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp. Các năm về trước thì trung tâm tiếp nhận cao điểm nhất là khoảng 18.000 trên một tháng. Nhưng mà trong tháng 5 thì trung tâm đã tiếp nhận tới 26.678 hồ sơ. Thì trung bình cao điểm nhất của 10 năm nay thì thường là trung tâm tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ. Nhưng mà trong tháng 5 thì cao điểm nhất là có một ngày trung tâm tiếp nhận tới 2.046 hồ sơ. Đó là cao điểm nhất và cao nhất 10 năm nay thực tế tôi thực hiện. Thì do tình hình chung là các doanh nghiệp ảnh hưởng Covid, là một số doanh nghiệp trên địa bàn bắt đầu cho người lao động nghỉ việc. Với cái số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng, tức là vừa phải tiếp nhận hồ sơ giải quyết mới, rồi phải tiếp nhận cái hồ sơ thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng, thì như vậy có thể thấy là cái khối lượng công việc của Trung tâm Dịch vụ Việc làm rất là lớn. Với cái số lượng người tăng thì 7 cái điểm tiếp nhận của trung tâm là rất khó để phục vụ tốt cái công tác tiếp nhận hồ sơ cho người lao động. Để đứng ở góc độ khách quan thì tôi nghĩ là có lẽ là phải nên có một cái giải pháp, ví dụ như là phối hợp cùng với bưu điện. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 8, khoảng 10.000 công nhân của 3 nhà máy lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức nghỉ việc do các công ty này cắt giảm lao động. Thậm chí có đơn vị còn cắt giảm lao động đợt 2 khoảng 6.000 người. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đã phải bố trí người tới tận công ty để giải quyết thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, cũng như giới thiệu việc làm cho người lao động như thế này. Mình vô là người ta cứ cho là xếp hàng, mình cứ ngồi là trật tự xong rồi người ta vẫn vô là nên em thấy rất là được. Mình về đây nè, họ cũng tư vấn cho mình rất là nhiệt tình, nhưng cũng thuận tiện cho công nhân mình đi lại để làm việc rất là nhanh. Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, 7 tháng đầu năm, thành phố có 103.239 người nhận trợ cấp thất nghiệp. Con số này tăng lên từng tháng kể từ sau giãn cách xã hội. Và dự báo số lượng sẽ còn tăng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh có 327.000 lao động nghỉ việc, bao gồm nhiều dạng như là chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương và nghỉ việc có hưởng lương cơ bản là 4.420.000 đồng. Dự báo trong thời gian tới, nếu như dịch bệnh được kiềm chế thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 4.000 doanh nghiệp phải dừng hoạt động với 100.000 đến 120.000 lao động nghỉ việc. Và ngược lại, nếu như dịch bệnh trên thế giới không được kiềm chế thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 5.000 doanh nghiệp phải dừng hoạt động với 160.000 đến 180.000 lao động nghỉ việc. Đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là có tới 40% số lượng lao động đến từ ngoại tỉnh.
thất nghiệp, chưa tìm được việc mới nhưng lại chẳng thể trở về quê. Điều này đã khiến cho cuộc sống của những người công nhân mất việc trở nên vô cùng khó khăn. Hành trình mưu sinh lại càng nhọc nhằn hơn. Đã 2 tháng nghỉ việc, chị Tuyền cùng với chị Thúy thuê trọ ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, đành gấp lại chiếc áo công nhân để kiếm việc mới. Chấp nhận đi nhặt rác thuê, mỗi ngày hai chị nhận được vài chục ngàn đồng. Tuy nhiên, đây cũng không phải là công việc dễ xin. Để có tiền trang trải cuộc sống, hai chị cũng phải chạy ngược, chạy xuôi, làm cật lực. Cũng có hỏi một hai nơi nhưng mà kiểu như là ta cũng đang trong tình trạng giảm biên chế cho nên người ta không nhận, nên thấy cũng thấy hơi nản tới nên thấy làm đây về tạm ổn nên mình làm thôi. Chứ cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều. Thì cũng tính làm vậy đó. Chừng nào qua dịch đi rồi tính tiếp chứ giờ dịch nó cứ vậy hoài, xin chỗ nào nó cũng không được hết trơn thì chứ biết sao giờ. Công việc nhặt rác thuê giờ cũng trở nên cạnh tranh hơn khi người hàng xóm của hai chị cũng thất nghiệp đi nhặt rác. Hai vợ chồng này còn phải nuôi 3 đứa con cùng với bố mẹ già ở quê. Cũng khó khăn gì, nói chung công việc này vất vả lắm. Thì nói chung thức khuya dậy sớm đó. Thì làm tới tầm trưa mới có về lận. Vậy chứ giờ công nhân hiện giờ thất nghiệp quá thì mình cũng phải chọn ngày này mình làm nặng kiếm sống qua ngày thôi. Thất nghiệp, giờ ông Hiệp cũng tranh thủ chạy Grab, cộng thêm việc chở vợ đi giúp việc theo giờ. Khi mà làm công ty thì nó có cơ bản hơn. Mình ra ngoài làm thì cũng thu nhập bấp bênh. Thì mình cố gắng để mình làm để ổn định cuộc sống. Có việc vẫn còn mừng. Đằng này kể từ ngày công ty cắt giảm lao động, chị Lựu đã tìm mọi cách để có thể duy trì cuộc sống của hai mẹ con. Căn phòng chứa tất tần tật này chỉ khoảng 6m2, nhưng tới 3 người ở. Cuối cùng, mẹ con chị Lựu đành phải về quê. Thế nhưng, quê hương giờ cũng khó khăn trăm bề, đã khiến mẹ con chị phải dắt díu nhau quay lại thành phố. Gia đình khó khăn quá, là giá cả quê nó cũng cao lắm. Mà ở quê thì công ty thì ít, mà người thì nhiều. Tìm việc mà nó không có đúng ngành nghề của mình á, nó chưa có ổn định nên là vào đây lại. Giờ đây, những tháng ngày tiếp theo của mẹ con chị là đi tìm việc. Cũng giống như những người đang thất nghiệp trong xóm trọ của chị, cuộc sống mỗi ngày trở nên ngột ngạt hơn. Vâng, đứng ở góc độ quản lý thì cơ quan chức năng cũng có những đánh giá về tình hình thất nghiệp và hướng giải quyết thực trạng này. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cái khu vực kinh tế vùng Đông Nam Bộ nói chung là một trong những khu vực mà thu hút rất nhiều lao động. Khu vực này là một trong những khu vực mà có sự dịch chuyển lao động rất là lớn. Vì vậy mà khi mà đại dịch xảy ra thì đây cũng là khu vực mà bị ảnh hưởng tác động gần như là lớn nhất, chúng tôi cho rằng như vậy. Chính vì thế mà hàng loạt các cơ chế, các biện pháp của địa phương, rồi của chính phủ để mà hỗ trợ các doanh nghiệp điều chỉnh một số nội dung của quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ cũng nhằm phục vụ cho cái việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định xuất kinh doanh, duy trì việc làm, hạn chế đến mức tối đa cái tỷ lệ chấm dứt hợp đồng hoặc là ngừng việc đối với người lao động. Sở cũng có nhiều phương án, mà trong đó phương án là tối ưu nhất là tổ chức cho lao động này học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Hai nữa là tổ chức nhiều cái sàn giao dịch việc làm để người ta tìm kiếm việc làm mới. Có cách hỗ trợ thêm cho số lao động ngừng việc, quản việc trong thời gian chờ nhận việc. Thêm những chính sách mà hỗ trợ và hỗ trợ kịp thời cái gói an sinh xã hội của thành phố, của hội đồng thành phố trình. Thành phố là dự kiến là 1.800 tỷ cho số lao động này. Biện pháp cụ thể hiện nay đối với người lao động để giữ chân thì ví dụ đơn hàng trước đây thì nhiều, họ phải làm tăng ca thì ngày nay là không còn tăng ca. Trước đây là làm việc 6 ngày một tuần thì là có thể giãn ra, mỗi ca chỉ làm việc 3 ngày một tuần. Và thậm chí cũng có một cái loại lao động là cho nghỉ việc nhưng vẫn hưởng lương để mà chờ việc. Và bằng nhiều cách như vậy thì cho đến giờ
tình hình người lao động vẫn đeo bám xí nghiệp và duy trì hoạt động sản xuất. Ngoài những chính sách giữ chân người lao động, hạn chế thấp nhất tình trạng công nhân thất nghiệp, thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ 539.000 người bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 thuộc 7 nhóm đối tượng với số tiền là gần 600 tỷ đồng. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều biện pháp cụ thể như tới từng khu nhà trọ để vận động hỗ trợ cho những người công nhân thất nghiệp. Khu nhà trọ gần 30 phòng của gia đình bà Hương ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức những ngày này vẫn đông đúc. Phần là bởi công nhân thất nghiệp, phần là bởi bà đã giảm tiền thuê trọ nên nhiều người không phải về quê. Thì mình có ít thì mình hỗ trợ ít. Thì tôi có những công nhân mà khó khăn á, người ta thất nghiệp không có đi làm. Thì tôi hỗ trợ mỗi một tháng vậy là 200.000, tôi hỗ trợ 2 tháng. Còn những diện mà người ta còn đi làm được thì tôi cũng có hỗ trợ gia đình là 100.000 một tháng thì cũng hỗ trợ 2 tháng. Phong trào chủ nhà trọ tốt bụng cũng được lan tỏa khi nhiều khu nhà trọ khác ở quận Thủ Đức cũng giảm giá, thậm chí là miễn tiền thuê trong lúc này. Hiện đã có hơn 7.700 phòng trọ được miễn hoặc giảm tiền thuê, giảm bớt khó khăn cho gần 20.000 người lao động. Tôi có tổng số là 26 phòng trọ, tôi hỗ trợ cho các em, thí dụ như cái đứa mà nó gặp khó khăn á, nó nghỉ hoàn toàn luôn thì 100%. Vận động các đoàn viên mà ở tại các đơn vị mà bị ảnh hưởng ít hoặc là không bị ảnh hưởng đóng vào quỹ xã hội của liên đoàn để từ đó chăm lo cho những cái đơn vị, những người công nhân bị ảnh hưởng nặng được hỗ trợ 1.200.000 một suất. Thì trong cái đợt vừa rồi thì cũng hỗ trợ khoảng được 1.000 suất. Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức cho biết họ còn tổ chức tổ tư vấn pháp luật giờ thứ 9 để giúp đỡ công nhân thất nghiệp khó khăn. Ngoài ra còn cho ra mắt nghiệp đoàn giúp việc Tâm An để giúp đỡ lao động nữ có thu nhập trong mùa dịch. Hello, em ơi, một chút nữa em tới trung tâm thể dục thể thao giúp chị nha. Dạ dạ, rồi rồi em qua ngay, em sắp xếp em qua ngay nha. Nghiệp đoàn này á, mở ra là giúp đỡ cho tất cả chị em phụ nữ, những người có hoàn cảnh khó khăn, có việc làm thêm, rồi có cái công việc làm để ổn định đời sống. Chị em nữ của mình khi thất nghiệp thì hay có những cái nghĩ quẩn lắm. Cho nên khi có công việc là mình sẽ xả được stress nè. Mình vận động công việc, mình lao động được tay chân là coi như mình tập thể dục nè. Đó. Rồi mình có một cái nhóm chị em như vậy rất là hay. Mình có thể là tâm sự chia sẻ, va chạm thực tế rồi tụi em sẽ thấy cuộc đời luôn là màu xanh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đã có rất nhiều nghiệp đoàn giúp việc được thành lập bởi Liên đoàn Lao động các quận huyện. Có lẽ đây cũng là một trong những chỗ dựa tin cậy giúp chị em đang thất nghiệp có thêm thu nhập và niềm vui.